Mấy năm mình, mấy năm đúng không? Vâng, 3 năm rồi. 3 năm áo có mà, có áo. Áo đâu? Áo kia, tháo ra cho đỡ nóng. Để áo lên xong rồi dưới nước lên là mát. Tháo, anh em vừa đi nó hợp với bí, phải cởi ra để tắm chứ. Phải cởi ra để tắm chứ. Để vậy mát nhất, để nó mát nhất. Cái này đủ.